thì ở trong thời điểm hiện tại chúng ta hãy cùng nhìn tổng quan về thị trường trước đi nha chúng ta thấy được là Bitcoin trong 24 giờ vừa qua thì nó cũng có một sự phục hồi tương đối đáng kể là khoảng 2 phần trăm à, 2,14 phần trăm Ethereum thì cũng có sự phục hồi là một phần trăm và những cái đồng khác thì tương đối phục hồi rất là nhẹ anh chị có nghĩa là thời điểm hiện tại thì hầu như là Bitcoin tăng là phần lớn Bitcoin nó tăng nhiều hơn là Ancon Ancon thì thật sự cũng có sự phục hồi nhưng mà cũng không đáng kể À, tính đến thời điểm hiện tại thì à, về cái sự phục hồi này thì chúng ta cũng đã bàn ở trong ngày hôm qua đúng không ạ và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái góc nhìn ở thời điểm hiện tại nó như thế nào và chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý ra sao những cái lệnh chúng ta đang chơi như thế nào nha chị nhé thì chúng ta hãy nhìn đến bitcoin ở thời điểm vừa qua chúng ta đã nói đến một cái kênh giá khi mà nó có một cái cạnh trên line hỗ trợ rất là nhiều lần ở trong thời gian vừa qua và nó đã một lần nữa hỗ trợ cái vùng giá là khoảng 28.600 đô tức là cái râu ngày hôm qua khi nó thả về ở cái cạnh trên line này ha thì anh chị thấy được là từ khi mà nó thả về thì nó tạo ra một cái đà đẩy lên và bây giờ chúng ta lại nằm trên cái cạnh kháng cự cũng là cái nơi có rất là nhiều cái sự từ chối ở trong thời gian vừa qua luôn đó thì nó có một sự từ chối rất rõ ràng ở trong cây nến 4 giờ vừa qua đây là một sự từ chối cho thấy rằng là À, phe bán vẫn đen gọi như là me để mà sót xuống từ cái cạnh trên line này sót xuống anh chị ha. Đó thì anh chị thấy được rằng là à, nó đảo chiều ở thời điểm hiện tại. Và cái lực bán và cái lực mua thì anh chị thấy được là lực bán thì à, nó có một cái lượng khá là lớn volume ở ngay cái cạnh à, cái cây nến à, 4 giờ mà à, doji này nè anh chị nè, một cây nến này ha thì anh chị thấy được là cái lực bán rất là lớn. Nhưng mà sau đó những cây nến sau đến thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là lực bán bắt đầu yếu dần đi thì cái mà chúng ta đang muốn thấy ở đây là gì anh chị? Thì chúng ta đang lo cái thằng Bitcoin lên ha Và trong sáng nay thì em có gọi như là Boss ở trên uh, Telegram Anh chị nào uh, follow team thì có thể là follow luôn cả kênh channel nè Rồi kênh chat nè để anh chị có thể là uh, chat với team ha đặt những câu hỏi vân vân Đó thì anh chị thấy được rằng là sáng nay thì em kêu uh, Là nếu như mà ai đánh thì có thể là chốt 50% và gồng được ha Đó chốt 50% thì thời điểm hiện tại nếu anh chị chưa chốt thì anh chị cũng có thể là chốt một phần lãi này cũng được tại vì biết sao anh chị biết tại sao em kêu là anh chị nên chốt bớt đi hay không thì cái trường hợp hiện tại khi mà giá cả nó tăng lên á cái đầu tiên chúng ta phải xác nhận với nhau rằng là giá test đúng ngay khu vực VAL 29.754 đô la thì trước đó chúng ta đã bằng ở khu vực này là một cái kháng cự rồi đúng không ạ đó chị thấy ạ đó thì ở khu vực này khi mà nó chỉ cần nhé lên một cái thôi để em thấy được rằng là nên chốt 50% để an toàn cái thứ hai nữa là thời điểm này nếu như anh chị vẫn còn lệnh chúng ta nên làm gì thì ở đây á, đầu tiên là em lưu ý anh chị nên giữ SL ở dưới cái khu vực liquidity là khoảng 28.800 ha anh chị phải giữ SL ở dưới đó bởi vì sao bởi vì nếu như tính theo thời điểm hiện tại khi mà giá cả nó vòng về mà anh chị để SL dương thì nó cũng rất là dễ bị đóng cái lệnh chúng ta lại nhưng mà cái xu hướng thì em vẫn thấy được là nó vẫn sẽ có sự phục hồi thì ở đây chúng ta có thể là uh, sử dụng cái fibo thoái lui ha chúng ta kéo thử là xem thử là cái vùng hỗ trợ đang nằm ở đâu và cũng như anh chị có thể thấy rằng cái vùng hỗ trợ của chúng ta là 0.5 và 0.618 nằm ở ngay cái khu vực NG chúng ta vào lệnh. Đó đúng rồi. Thì ở đây chúng ta phân tích lại một tí ngày hôm qua á. <laughs> em có phân tích với anh chị á, là nếu như anh chị muốn lo thì hãy đợi giá cả chúng ta đóng lên trên cái VL ở trong cái vùng giá này ha. Đây. Đó, cái vùng giá này thì cái lượng volume ở đây rất là nhiều. Và khi mà nó đóng lên trên được thì anh chị vào lệnh lo. Anh chị thấy được là cái lệnh lo của chúng ta À, rất là hoàn hảo, nó đi rất là hoàn hảo lên trên đó Và thời điểm này khi mà nó vòng về thì anh chị hãy đợi một tí Có nghĩa là anh chị không nên giờ SL dương ở đây à, Không nên giờ SL dương về entry nữa Mà anh chị để SL ra để chúng ta chờ rằng là nếu trong thời gian tới Cái lực bán nó sinh ra từ khu vực là 29.700 vừa qua Khi mà nó rơi về á, thì nó có tăng về cái lực bán hay không Volume bán nha anh chị, anh chị nhìn về cái volume bán Vì nếu như volume bán mà quá lớn á thì cái trường hợp tiếp theo chúng ta phải đón nhận rằng là nó có thể là quay đầu và đi sâu hơn. cho nên là cái SL của anh chị á phải giữ ở đây để phòng cái trường hợp xấu nhất nha. còn trường hợp của em, á em vẫn dự tính là nó đến đây và nó tiếp tục phục hồi, nó vẫn có khả năng như vậy. nhưng mà chúng ta vẫn phải nhìn về cái ở uh, khía cạnh là volume ở trong cái thời điểm khi mà nó điều chỉnh xuống khu vực là khoảng 29.000, cho đến là 29.000 nó có lượng volume uh, bán lớn hay không nha. nếu mà có lượng volume bán thì uh, uh, rất có thể là nó sẽ tạo ra cái đà suy yếu nữa và tạo ra cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước. và vì vậy thời điểm hiện tại anh chị nên giữ SL ở dưới khu vực là 28.8, ok. đây đây là cái vấn đề mà chúng ta giải quyết ở trong cái lệnh long ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đã chốt một phần lời rồi ha, chốt một phần lệnh ra rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần uh, uh, dự trù những cái rủi ro nó có thể sinh ra thôi. rồi uh, trong thời điểm này để mà nói về volume thì chúng ta cũng nên nhìn lại dòng tiền phải sinh ở thời điểm vừa qua thì uh, khi mà giá cả chúng ta tăng lên ha chúng ta thấy cái giá cả tăng lên thì anh chị thấy được là cũng có một cái lượng lớn những cái lệnh sót bị thanh lý ở đây chúng ta hãy cùng xem thử nha tại em sáu triệu này mười à, 15 triệu nữa này rồi chúng ta có 12 triệu rất nhiều những cái lệnh sót bị thanh lý trong cái cũ đẩy vừa qua thôi có nghĩa là bên sót ở trong địa vừa qua họ sót rất là nhiều và cái sl của họ ví dụ như là ở đây em lấy ví dụ cho anh chị xem luôn cho dễ ví dụ như anh chị sót từ đây đúng không ạ sl của anh chị thì nó để loanh quanh ở trên cái đỉnh gần nhất đây đúng không ạ thì có phải là khi mà giá giá nó đẩy lên nè à? nó đẩy ngược lên lại nó quay sl sau đó nó quay đầu ở đây là cái trường hợp mà rất rất là nhiều lần xảy ra rồi và vì vậy á, là khi mà chúng ta có những cái thông tin về dòng tiền phái sinh thì anh chị có thể thấy được rằng là nó vẫn có thể đã tạo ra đà tăng và chúng ta cần phải lưu ý vì sao trong thời gian vừa qua ngày hôm qua em quên nói cái vấn đề này cho anh chị đó là chúng ta có phân kỳ tăng giá À, chúng ta có một cái phần kỳ tăng giá khi mà giá cả thì giảm xuống nhưng dòng tiền phải sinh lại tăng lên đó là một cái phần kỳ tăng anh chị đã thấy không ạ và khi mà nó tạo ra cái lực tăng lên thì anh chị thấy được nó tăng rất là mạnh mẽ và em vẫn kỳ vọng là nó sẽ tăng lên được tiếp bởi vì là ở trên những khu vực như là 30.300 cho đến cao hơn một tỷ là khoảng 3 30.800 đến 31.000 rất là nhiều cái lượng sót à, anh chị hỏi à, rất là nhiều cái lượng sót và thời gian vừa qua thì anh chị thấy được là long sót nó được quét khá là đều Ha, à, long sót quét khá là đều trong trường hợp hiện tại khi nó đã quét lon cũng một phần khá là lớn trong cái thời gian vừa qua khi mà giá cả rơi xuống rồi á thì chúng ta cần phải thấy nó quét những cái lệnh sốc đó nó cần phải quét những cái lệnh sốc trước khi nó tạo ra những cái sự điều chỉnh tiếp theo anh chị ha đó thì đó, đây là cái mong chờ của em ở thời điểm hiện tại về dòng tiền phái sinh vẫn đang trong xu hướng tăng chứng tỏ rằng là cái lượng lon nó vẫn đang ép đảo hơn ở thời điểm hiện tại nhé rồi thì về cái tình huống là cái lệnh lon này á, ví dụ như là nó sẽ đi đi, đi theo đúng cái kịch bản của chúng ta đi Ha, thì anh chị sẽ chốt lời như thế nào nữa nếu như mà cái lực lâu chúng ta nó tiếp tục được đỡ giá ở quanh hai khu vực này và tăng lên đó, thì anh chị thấy được rằng chúng ta sẽ có hai khu vực rất quan trọng đó là 30 mươi là POC cái nơi mà có lượng volume rất lớn như anh chị thấy ở trên màn hình ha cái lượng volume rất rất lớn đó để anh chị quan tâm và khi mà đến cái khu vực này thì chúng ta nên tiếp tục chốt dần dần chốt dần dần ra và cái TP cao nhất ở thời điểm tới mà em thấy có khả năng nó sẽ đạt được chính là cái khu vực khoảng 30.800 ha, 30.800 hoặc là cao hơn một tí nữa. Đó, để nó quét thanh lý vì sao anh chị ở trên này rất là nhiều cái lượng thanh lý có thể là sinh ra nè. thì uh, đó là về cái phần là nếu mà nó tăng thì nó sẽ tăng tới đâu thôi. À. Cũng như là thời điểm hiện tại thì anh chị hãy cẩn trọng, lưu ý và hãy giữ cái SL của mình nha. Hãy giữ thật chặt cái SL của mình, đừng có giờ SL và để ở dưới này một tí thôi là được rồi. Đó, vì uh, thị trường mà anh chị bây giờ nó sinh ra lực bán thì chúng ta cũng chịu thôi đúng không ạ trading nó phải kìm hãm được cái rủi ro là được và uh, ngoài những cái thông tin vừa qua vừa mới trao đổi với anh chị rằng là chúng ta vẫn có khả năng để tiếp tục tăng tiếp và thì em còn có một cái thông tin nữa muốn gửi đến anh chị đó chính là cái USDT Dominant thì sáng nay em đã post ở trên Telegram rằng là, là, ngày hôm qua em có nói với anh chị là khi mà anh chị thấy cái Dominant của USDT á, nó nằm ở trên 0.5 này thì anh chị khoan hẳn lo Đúng không à, ạ? Anh chị nhớ cái vấn đề đúng không ạ? Và khi nó quay lại thì chúng ta đó là cái dấu hiệu để chúng ta lo và anh chị thấy được khi dominant của USDT nó rơi xuống và cái ngược lại của thị trường crypto là thị trường crypto sẽ xanh lên. À, và thời điểm hiện này thì nó đang hồi lên lại nè anh chị thấy không ạ? Nó đang hồi cố gắng nó hồi lên lại thì à, chúng ta có thể là dễ dàng để xác định được một cái xu hướng hiện tại của nó. Chúng ta cũng có một cái xu hướng tăng theo cái trên line như thế này ha. Đó, và khi mà nó red ra nó có cái việc mà nó quay trở lại nó test là nó khá là bình thường và khi mà quay trở lại test mà nó vẫn không thể vượt ra khỏi cái vùng 7.39% này và tiếp tục rơi xuống. Anh chị anh chị nhớ cái khúc này nha. Nếu như nó từ chỗ trên line và từ chỗ 0.5 và rơi xuống, quay trở lại cái cụm phí bội như này là 0.68 và cũng như là 0.786 thì Bitcoin sẽ phục hồi cực kỳ tốt. Anh chị hãy lưu ý về cái chè của USDT nominal và hãy xem thử là nó có đúng hay không. Đó, giống như ngày hôm qua tôi nói là nó quay đầu trở lại thì lúc đó có phải là cái lượng USDT cái phần trăm USDT ở trên thị, trường nó hụt xuống thì cái USDT nó đi đâu đi vào Bitcoin đi vào Ancon đúng không anh chị đi vào con rất là nhiều thứ để nó đi vào đó, và anh chị thấy được rằng hãy đợi xem cái sự điều chỉnh mà chúng ta cũng đang bàn với Bitcoin nó có dừng lại đúng thời điểm giống như là USDT dominant hay không à anh chị ha thì em vẫn kỳ vọng là chúng ta sẽ có lực tăng và đến thời điểm ngay tại thời điểm hiện tại dù cái nền nó đang điều chỉnh xuống như thế này mà anh chị thấy được cái volume đó không có volume đúng không ạ? Đó thì hãy cùng nhau chờ xem cái vùng hỗ, hỗ trợ này nó có giữ chân dễ được hay không ha thì đến thời điểm hiện tại chúng ta có rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau được niêm yết ở trên con s kể cả những cái đồng như là meme hay là những cái đồng về group of work nè rồi bitcoin ecosystem rất là nhiều cái khác nhau để anh chị có thể là tìm kiếm những danh mục và đầu tư ở trong thời gian tới ha khi thị trường nếu có sự điều chỉnh xảy ra thì anh chị vẫn có thể là canh để mà mua những cái đồng mà anh chị thấy được là nó tiềm năng và không chỉ là chúng ta có sự niêm yết bởi rất là nhiều cái danh mục khác nhau để anh chị tham khảo thì anh chị có thể xem qua về thị trường future nếu như anh chị không muốn đánh spot anh chị không muốn mua gom spot thì anh chị vẫn có thể là sử dụng qua future và Tương tự thì Future cũng được niêm yết rất là nhiều và những cái danh mục đều được chia ra như thế này để anh chị tìm kiếm và nhanh chóng để và có thể là lo sót những cái đồng mà anh chị mong muốn anh ha, chị ha. Và để mà anh chị sử dụng những cái tính năng này ở trên sàn Gabi S thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nhé Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo video ngày hôm nay. Rồi xin chào tất cả anh chị em đang tham gia bộ livestream này và chúng ta sẽ đi tiếp đến ở cả chuyên mục tiếp theo của buổi livestream này ha đó là Ethereum thì về Ethereum á, ngày hôm qua nói với anh chị rằng là nếu chúng ta đóng lên trên 1850 ha, à, thì anh chị có thể là, là cân lon được đây là VL thì thời điểm này á, thì à, sáng nay mà nó tăng lên thì nó chạm ngay đúng cái VAH ở trên anh chị cũng là cái nơi cái cái kháng cự theo volume đó anh chị thấy được là rất là nhiều lần nó từ chối thì không biết là nếu không biết là anh chị có trade ETH không hôm qua thì em không vào cái lệnh ETH ha sáng nay chứ sáng nay không phải là, là eth hết đây thì nó cũng đóng lên rất là đẹp như thế này rồi thì nếu như mà anh chị lo đó, thời điểm hiện tại thì như thế nào thì cũng giống như là Bitcoin thôi nhưng mà ngày hôm qua em nói là ETH thì nó hơi khó chơi bởi vì là nó có cái đường xu hướng bị phá vỡ rồi cho nên là nếu mà có chơi cũng chỉ là chơi ngắn thôi thì ở đây em sẽ dự tính một cái trường hợp để nó an toàn nhất cho anh chị ha em sẽ sử dụng cái Fibo luôn giống như Bitcoin luôn em sẽ dự phóng cái trường hợp an toàn nhất cho anh chị rằng là ví dụ những cái anh chị của anh chị đang nằm ở trên là vùng À, 1850 ở ở trên này đi ha qua khu vực này đi thì cái SL của anh chị chỉ cần nằm dưới 1815 thôi và TP cao hơn TP lên khoảng 3 đến 4 phần à, trăm SL thì ở đây nó rơi tầm khoảng làm gần 2 phần trăm thì nó cũng là cái tỷ lệ tương đối và tùy anh chị thôi cái này thực tế là, là tùy anh chị nếu mà anh chị vào được cái lệnh ETH thì tùy anh chị anh chị có thể là thoát lệnh luôn cũng được vì là nó nó tăng không quá nhiều và nó vẫn bị phá vỡ xu hướng ha còn khi mà SL thì chắc chắn là phải dưới 0.618 dưới liquidity ít nhất là như vậy có thể để cho nó an toàn ví dụ như là uh, bây giờ nha mà giá nhá mà nó rơi xuống đây mà nó vòng lên tiếp thì cái lệnh chúng ta vẫn là ok còn nếu như mà nó phá vỡ xu hướng ở đây thì xác định là nó rơi xác định là nó rơi luôn anh chị nhưng mà ở đây thì em thấy được rằng là cái tỷ lệ hồi nó vẫn đang cao thứ nhất là khi mà nó về đây á, nó sẽ có một cái cộng fibo ở đây rất là đẹp nè thứ hai là từ qua bán lên quá mua nó còn đi rất là xa cho nên là em kỳ vọng rằng cái lực bán sẽ không quá lớn thời điểm hiện tại eth cái lực bán của ETH cũng không lớn nha anh chị, anh chị có thể là zoom lại và nhìn cùng em là anh chị thấy rằng là volume mua thì lớn nè, volume bán điều chỉnh về rất là nhỏ dọc, rất là nhỏ dọc, thì ở đây chúng ta có thể là thấy được cái trường hợp thanh lý nó cũng đã diễn ra tương tự đối với lại ETH ha, rất là giống Bitcoin, chúng ta có thể là check qua thử là nó có sự thanh lý diễn ra hay không, vâng cũng có rất là nhiều cái lệnh sóc, ờ, chúng ta có 5 triệu này, 5 triệu nó là 10 triệu 10 triệu nó với 3 triệu nó là 13 triệu 13 triệu lệnh uh, lệnh uh, 13 triệu là lệnh à, uh, sót bị thanh lý và dòng tiền phải sinh thì như thế nào đây dòng tiền phải sinh rất là ngược đời ha mọi người ha à, lúc giảm á, lúc dòng tiền phải sinh uh, lúc mà giá nó giảm xuống á, thì dòng tiền phải sinh tăng lên mà khi mà giá dòng tiền, uh, giá mà tăng lên á, thì dòng tiền phải sinh lại giảm xuống nó nghịch nó nghịch lý lắm chị nó nghịch đời lắm À, bình thường ví dụ như mà đang tăng lên thì cái dòng tiền nó phải tăng lên đúng không ạ nhưng mà nó đây nó ngược lại bởi vì sao là cái phần lệnh sót này anh chị nè bị thanh lý đó, nó sẽ làm giảm đi cái lượng dòng tiền ở trên thị trường và anh chị thấy được nó hụt đi rất là nhiều ha và khi về thời điểm này thì anh chị thấy được là bắt đầu xuất hiện lại một cái đội đang lon hoặc một cái dòng tiền đang lon ETH uh, uh, lên và vì vậy là em vẫn thấy được rằng là À, nếu trong thời gian tới mà chúng ta không có quá nhiều sự điều chỉnh đi vượt sâu cái giới hạn của chúng ta ít nhất là một tám mười tám thì chắc chắn rằng cái lệnh chúng ta sẽ chạy anh chị ha không bốn giờ vẫn có thể là hồi được và chúng ta vẫn có thể là TP lên lại cái cạnh trên lại ở trên này bảy bốn phần trăm đó thì eth thì em không quá kỳ vọng cho nên là ngày hôm qua em cũng không có vào lệnh đối với eth rồi thì eth là như vậy nha anh chị nha đây là các setup và cũng như là gọi như là kiểm tra và cũng như là uh, Đưa ra cái phương án về rủi ro nó, nó như thế nào thì anh chị thấy rủi ro nó rất là, rất là cao á Cho nên là cứ để SL như thế này dưới 0.618 và 0.5 Ở vùng giá là 1833 cho đến là 1842 là ổn nha và em vẫn kỳ vọng là nó sẽ uh, Tiếp tục hồi như những gì chúng ta dự đoán Rồi thì ADA ngày hôm qua chúng ta không nói đến cái lệnh trade về ADA bởi vì sao vì chúng ta đã, đã nói rồi Là cái lực tăng nó không hoàn hảo à, Lực tăng nó không hoàn hảo và nó cũng tương tự ETH là nó thoát khỏi xu hướng tăng rồi xu hướng tăng như anh chị thấy cái trên line này nó giữ chân khá là tốt rất rất là tốt ở trong thời gian vừa qua và khi nó phá ra như thế này và nó tiếp tục từ chối như thế này thì có phải là xu hướng chúng ta bắt đầu chuyển mình qua xu hướng giảm rồi anh chị cho nên là chúng ta sẽ không lon thời gian vừa qua ngày hôm qua cũng chạy kêu anh chị lon cái này đâu à, không có vị thế không sẽ ấp gì hết cho anh chị ha rất là nguy hiểm để anh chị uh, uh, bước vào để mà lon động ad này và anh chị thấy được là nó vẫn đang tạo ra cái đỉnh sau thấp hơn cải định trước và lực bán vẫn được sinh ra ở trên thị trường ha và cái đồng này sẽ tạm ghét lại chúng ta sẽ tạm ghét lại ha? để cho Bitcoin nó hồi lên đến một cái mức độ nhất định chúng ta sẽ canh để sót cái đồng ADA này ha bây giờ nó bị kẹp giá ở khu vực 0.3 rồi anh chị đó volume bán thì vẫn gọi như là chiếm ưu thế hơn nhưng anh chị thấy được là rất là dễ dàng để chúng ta nhận ra à, cái lực bán vẫn nhiều hơn rất là nhiều so với cái lực mua đó những cái cộng lực bán như vậy thì chúng ta không nên lo mà chúng ta bỏ qua và trong thời gian tới chúng ta hãy theo dõi cái vùng hỗ trợ 0.29 này ha nếu như mà có cái tình huống phá vỡ ra thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề sót sau thời điểm hiện tại chưa có yếu tố đó thì chúng ta tiếp tục đến những cái đồng khác ở trên thị trường rồi đồng tiếp theo mà em cũng muốn phân tích cùng anh chị là đồng sen sen ngày hôm qua chúng ta không nói đến vì là trước đó nó đã phá vỡ cái trên tăng và như anh chị thấy nó vẫn đang ở trong sự điều chỉnh và thời điểm này thời điểm này hãy cùng nhìn lại xem để xem có vị thế nào ổn hay không nha anh chị ok thời điểm hiện tại thì nó đang nằm ở một vùng hỗ trợ tạm thời thôi rất là mỏng thôi anh chị đây thì như anh chị có thể thấy là nếu chúng ta à, nối cái cục giá mà nó có những cái sự hỗ trợ trong thời gian vừa qua thì ở đây cũng là một nơi có một cái lực cầu khá là lớn anh chị ha thì đó thì ngày hôm qua chúng ta đã nói đến cái vấn đề là càng nhiều người vào FOMO ở trong một cái giai đoạn nhất định của một cái chạc như thế này ví dụ như là sen anh chị thấy bơm rất mạnh lên và giá thì sẽ sẽ và sẽ thôi có nghĩa là rất rất nhiều người đu ở trong cái đợt tăng kỳ trước khi mà nó phá vỡ lên cái cạnh trên lại ở 0.45 như anh chị thấy nè đây là cái nơi mà trước đó em đã nói là cứ lên tới đây thì có thể là canh sót được đó anh chị nhớ không ạ ở thì anh chị thấy được rằng là khi mà nó nhấp lên như thế này một cái là bắt đầu oh, rất rồi Lấy tiền và lo lên thôi, lấy tiền và mua spot thôi, con này chắc phải lên cao lắm, nó phải về lại cái định cũ trước đó của nó, nó 0.59, chắc mọi người là nghĩ như vậy Và Đó là cái cách mà chúng ta nhìn nhận ra lúc nào chúng ta không nên FOMO nha anh chị nha Khi mà chúng ta xác định được kháng cự, chúng ta xác định được rằng cái dòng tiền nó đang Bị bơm một cách rất là ảo thì chúng ta nên né nó ra Để tránh những cái trường hợp như thế này khi mà giá cả lại chi về thậm chí là thậm chí là đi sâu hơn đi sâu hơn những cái gì mà dự tính và thời điểm hiện tại thì như thế nào và quay trở lại cái câu chuyện này thì thời điểm hiện tại cái khả năng phục hồi đang cao vì ở trong kỳ trước chúng ta thấy được rằng ở nơi này là cái cạnh trên line đúng không anh chị thì khi mà nó được đỡ giá ở khu vực này và kèm theo đó là những cái hành vi giá mà liên tục ha liên tục được đỡ ở quanh khu vực là khoảng 0.41 thì nơi này là cái nơi có cái lực cầu rất lớn cho nên nó mới đẩy được một cái cú tăng vọt lên như vậy và thời điểm này khi mà chúng ta thấy được cluster của chúng ta cũng đã đến qua bán và đang có dấu hiệu muốn phục hồi Thì hãy check qua một tí ở góc nhìn này nhé à, Chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái Fibo một tí Thì anh chị thấy được là nó về đúng 0.618 và cho nên là nó đang cố gắng để phục hồi lên Vậy thì chúng ta lon cái đồng này được hay không? Theo em là lon được nhưng mà không phải là ngay vị trí giá này mà là một vị trí giá khác khi mà chúng ta xét xét thật rằng nó sẽ tăng thì chúng ta mới vào ha thì anh chị có thể là nhắm đến cái khu vực giá này nhá đây như anh chị thấy ở trên này là một cái vùng kháng cự nè à, khi mà giá liên tục là được đỡ quanh khu vực này đó được đỡ rất là nhiều lần ở quanh khu vực này như anh chị thấy thì à, chúng ta cần phải có một cái lực hồi từ khu vực 0.618 này ở ngắn hạn đóng nến lên trên ha, đóng nến lên trên là chơi cứ đóng nến lên trên volume ok một tí đừng có nhỏ quá ví dụ như là nó đóng nến lên trên mà cái volume nó bé tí như thế này thì cũng vứt nha anh chị nha volume nó phải tương đối ổn ví dụ như là ít nhất là một bằng một phần hai cái cây này bằng một phần hai cái cây volume mua này thì lúc đó chúng ta mới vào lo đó thì uh, cũng kỳ vọng là chúng ta sẽ kiếm được một cái lệnh lo đối với lại sen ha vì sen sen thực sự ra thời điểm này là nó cũng đã điều chỉnh được một khúc khá xa rồi chị nếu mà chúng ta tính từ thời điểm rất cao này bảy phần trăm rồi thì uh, trong sóng giảm thì sẽ có những con sóng tăng hồi lên lại cho nên là uh, đến hỗ trợ đến cái nơi có lực cầu ở trước đó rất tốt nữa thì uh, cái vấn đề chúng ta mong chờ đây rằng là hãy cho tôi thấy là nó đóng nến lên trên khu vực là 0.42 này này uh, sl thì anh chỉ có thể để ngay không 68 và tb thì anh chỉ có thể là hướng đến cái cạnh trên cái nơi cũng đã sinh ra cái lực bán trước đó ở 0.45 này hồi trước ha thì bây giờ nó là khu vực khoảng cũng không cho 45 nhưng mà không 451 đó thì anh chị có thể là xem qua, à, hãy đợi nhá, cứ đợi lúc nào từ khu vực này đóng nến lên trên vào lệnh lon và canh để chốt lời thì ở đây chúng ta sẽ có hai khu vực để chốt lời, khu vực đầu tiên là 0.45 thì như anh chị thấy rồi đây là khu vực kháng cự và nếu mà lên tới đây thì chắc chắn là chốt hết, ở khu vực thứ hai là khoảng 50% cái tổng TB, à, cũng tức là cái điểm đỉnh ở trước đó thì tại sao lại vì chúng ta phải chốt ở ngay khu vực này bởi vì á những cái lần như anh chị thấy được là giá mà tăng lên á, nó sẽ quét thanh lý và khi quét thanh lý xong thì cái dòng tiền sẽ bị hụt xuống ở trên thị trường, à, dòng tiền phải xin những cái người mà xót họ bị đóng lệnh lại, ví dụ như là họ trade ở đây là 1 ngàn đô, họ bị đóng lệnh lại thì 1 ngàn đô đó sẽ biến mất khỏi thị trường, đúng không? thì nhà cái sẽ cầm, ví dụ như là sàn giao dịch họ sẽ cầm cái lượng sót đó, cho nên là lên tới đây chút 50% phần trăm, rồi bắt đầu giờ sl dương lên và sau đó chờ những cái tín hiệu tiếp theo khi mà nó di chuyển lên cái vùng kháng cự ở trên này, ha, à, đó, đó là cái cách hiện tại mà anh chị có thể là trade với cái đầu xe này một vị thế cũng tương đối đẹp và cái khả năng phục hồi còn khá là xa khi mà nó từ khu vực qua bán uh, tăng ngược trở lại đó thì đây là xe anh chị ha rồi đây là một cái xe về xe anh chị có thể là tham khảo và anh chị cũng lưu ý là khi mà anh chị đang xem livestream như thế này á những cái vấn đề lon hay sót ở đây là đây là cái góc nhìn của em khi em trade như thế này thì em, gọi như là em vẽ ra cho anh chị xem và anh chị có một cái hướng để anh chị tham khảo đó, tham khảo rồi về à, khi anh chị xuống tiền thì cũng hãy lưu ý rằng là tiền là của anh chị À, và anh chị phải chịu trách nhiệm với nó em không có bắt anh chị phải trade y như em đâu đó đây là cái góc nhìn để mọi người tham khảo và giải trí thôi và tiếp tục chúng ta sẽ nói đến đồng Solana Solana trong thời gian vừa qua chúng ta nói đến hai khu vực giá khi mà rất cao ra thì chúng ta sẽ vào long nhưng mà nó chưa đủ yếu tố ở đây anh chị có thể thấy được là cái nến đầu tiên tăng lên đúng không ạ chạy ngay cái khu vực kháng cự trước đó là 23.6 là cái nơi này nè nơi có một cái phản ứng giá cũng khá là khá là nhiều ở đây à, trước khi nó tăng lên À thì anh chị thấy được là lên tới đây, chúng ta có một cái lượng volume. Em sẽ zoom lại một tí cho dễ nhìn nhé Khi mà tăng cái nến đầu tiên ở đây á, chúng ta thấy được là à, có một cái lượng volume. Ok, tốt. Sau đó nó tăng tiếp từ khu vực kháng cự này nó tăng vượt qua luôn 23.6 tăng vượt lên khu vực kháng cự tiếp theo là 23.9 nhưng mà volume lại giảm. Ha, volume trước nó tăng nhưng mà volume sau nó giảm. Và sau đó nó quay đầu lại thì cái lệnh long này đâu hợp lý đâu anh chị, đúng không ạ? Cho nên là em mới kêu anh chị là khi mà anh chị nhìn vào cái những cái vị thế những entry mà em đang đề ra ở đây ví dụ em kêu là đóng lên trên này không có nghĩa là đóng lên một cái là lon mà anh chị phải tìm về cái volume nó như thế nào để phân tích nó ví dụ như là nó như thế này thì sao mà lon được đúng không ạ thì ở đây chúng ta cũng sẽ đợi tương tự giống với lại cái đồng sen hồi nãy đồng sen này chúng ta cũng có khu vực 0.618 anh chị nhớ không ạ thì ở đây chúng ta cũng thể là kéo một cái fibo ra tương tự nhá nó vẫn đang nằm như vậy thôi anh chị thấy được cái fibo nó rất là công dụng rất là dễ sử dụng thôi và anh chị có thể xác định được những cái vùng hỗ trợ đẹp đó và anh chị thấy được là khi mà nó gần đến 0.618 thì đang rút râu lên và cái chúng ta muốn ở đây phải thấy được rằng là gì một cái sự bức phá lên giống như sen thôi và volume như thế này volume phải là volume mua ổn hơn ha anh chị ha ít nhất là bằng cái cây đầu tiên này của nó bằng cái volume đầu tiên mua của nó như thế này đó thì anh chị vào những cái lệnh long nó sẽ an toàn ha và sl thì vẫn dưới khu vực tỷ lệ 21 và tb tb ở đây á, thì em đang có rất là nhiều cái mốc TP để anh chị có thể là tham khảo. Tại chúng ta đầu tiên là 268, chắc chắn là như vậy rồi. Và đến đây thì đương nhiên là anh chị phải chốt một phần lệnh ra nha. Khu vực kháng cự này rất quan trọng trước đó nó rơi từ đây mà rơi rất từ chỗ rất nhiều lần sau đó rơi mặt xuống thì anh chị cũng phải gọi như là chốt một phần ở đây. Nếu như mà chúng ta uh, tăng lên chữ ngược trở lại. Cái khu vực tiếp theo chúng ta chốt ở đâu? Chúng ta sẽ tính những cái khoảng cách nó sẽ tạo ra những cái sự thanh lý thì như anh chị thấy được. Ví dụ như ở cái con sóng đầu tiên đi là từ cái vùng đỉnh này đúng không ạ? Khi mà nó rơi xuống thì có phải là cái lực bán nó được sinh ra chủ yếu ở đây tập trung rất là lớn ở đây hay không ạ? Ờ à, tạo ra cái lực rơi rất là mạnh xuống và cái con sóng thứ hai khi nó hồi lên thì anh chị thấy được là ở khu vực này cũng có rất là nhiều cái lực sóng đúng không ạ? Khiến cho nó rơi mạnh xuống. Đó và khu vực thứ ba đó thì anh chị có thể là chi ra bằng cách là anh chị nhìn vào cái phần cái khả năng những cái lệnh sốt những cái volume lớn nó ở đâu để bị quét thanh lý thì khi thị trường quét thanh lý nó sẽ có những phản ứng ngược lại và em kỳ vọng rằng chúng ta có thể là quét thanh lý tất cả những cái khu vực ở trên kèo này và anh chị có thể là thấy là chia ra chia nhỏ TP ra và chốt dần à, cũng như là khi mà nó ví dụ như nó đạt TP một rồi nó từ chỗ xong nó tăng lên tiếp thì hãy giờ SL dương lên anh à, chị ha đó thì đó là về Solana chúng ta vẫn sẽ canh chờ về và... đây là một vị thế đẹp và cũng như là ở cluster chúng ta thì nó cũng đang từ khu vực qua bán hồi lên rồi à, thì kỳ trước thì anh chị thấy cũng từ qua bán hồi lên đúng không anh chị à, thì cái con sóng này tăng khá là mặt và lần này À, nó cũng sẽ tạo ra một sự tăng trưởng mạnh hơn vì em thấy được rằng á xô so nó sắp điều chỉnh xong. Ở khung ngày ha, à, ở khung ngày nó sắp điều chỉnh xong và khung ngày hồi lên sẽ rất là cao. Ở à, và anh chị có thể là nghiên cứu để vào cái lệnh này ở trong thời gian tới phải đợi phản ứng giá hồi lên volume như thế nào thì mới vào lệnh nha anh chị nhá. Rồi thì về là son là như thế. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến những đồng tiếp theo như là Bot BTC ở thời điểm này thì uh, cái lượng volume nói chung á, là nó cũng ổn. À, và nếu như anh chị đã ở trong lệnh này rồi. Thì SL anh chị cố gắng. Giờ về khu vực 5 chấm đi. Giờ về khu vực 5 chấm nha anh chị nha. Biết rằng ở đây chúng ta cũng có một khu vực hỗ trợ nhưng rất mỏng. 5.1 khu vực hỗ trợ rất mỏng thôi. Cho nên là cứ tốt nhất là rời giờ cái SL về 5 chấm. Và cũng như ở đây. á cũng Sẽ đo. Cũng sẽ đo cho anh chị xem ha. Đó, thì nó cũng sẽ có một khu vực hỗ trợ dưới này. Đó, để mà an toàn. Thôi bây giờ cứ giờ SL về khu vực hỗ trợ sâu đi của đó là như vậy à, và tb thì vẫn vẫn sẽ cao à, TB vẫn sẽ là từ 5.2 5.5 và cao hơn một tí là ở trên 5.58 ở trên này là cái nơi mà à, lực bán rất là lớn vì em kỳ vọng á, là cái biên độ giá của à, thằng bóc cái dot này nó vẫn sẽ giữ được những cái biên độ rộng như thế này ha đi rất xa rất rộng và rất là nhanh chóng em rất là kỳ vọng là chúng ta sẽ hồi từ đây bởi vì ở đây là một cái cụm hỗ trợ rất lớn rất là quan trọng ở trong thời gian vừa qua của đó hồi ở đây rất là nhiều anh chị à, cũng gia tăng lực mua ở đây ở trước đó là nơi này là cái vùng hỗ trợ luôn anh chị đây nè có cái lực tăng từ khu vực này bứt lên rất là mạnh như vậy thì à, không có lý do gì mà chúng ta không canh để lo cái đồng này kể và à, à, như anh chị thấy được cái setup về SL thì anh chị cứ để lại về 5 chấm đi ở cùng ngày thì nó với điều chỉnh sắp xong rồi 4 giờ thì đang hồi lên thì em hy vọng là cái lệnh này của chúng ta sẽ à, chạy thật là mưa à, vẫn kỳ vọng của hồi đối với đó Ok, rồi uh, tiếp đến chúng ta sẽ nói đến đồng lưng ha. Đây, đồng lưng. Đây, đồng lưng thì ngày hôm qua cũng đã bàn đến cái vấn đề là chúng ta có một cái đường kháng cự ở khung ngày, Ở khung ngày này, theo hành vi giá nè, chị thấy không ạ? Đây là cái nơi mà uh, bức phá ra là sẽ có một cái sự uh, tăng trưởng rất là lớn. Thì chúng ta đã vào cái lệnh ở khu vực là khoảng trên 7.5 một tỷ ha, 7.625. Thì hiện tại là uh, cái lệnh vẫn đang, đang chạy. Hiện tại cái lệnh vẫn đang chạy và anh chị thấy được là nó giữ cái khu vực hỗ trợ này của chúng ta phân tích ngày hôm qua rất là tốt Và nó hồi lên và chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng Riêng đồng Linh này em vẫn sẽ kỳ vọng là nó vẫn có cái khả năng để tăng lên những khu vực cao hơn à, Và cái phần thanh lý này sẽ cần được bị quét Ở trong thời gian tới, những cái lệnh short ở đây anh chị có thể thấy rồi chúng ta có thể chia Chi TP rất là dễ dàng luôn anh chị, thông qua những cái uh, về thanh lý đó, anh chị thấy rồi lên tới đây chắc chắn là sẽ nếu mà nó hồi từ đây lên và quay đầu á, nó chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự thanh lý và cái dòng tiền sẽ bị hụt đi như hồi nãy chúng ta nói rồi và ở à, đây chốt lời như thế nào em sẽ chỉ ra anh chị thấy được những cái cách để anh chị chốt ha à, đầu tiên khu vực đầu tiên là 1.618 7.9 đô 7.9 đô đây là cái nơi tạo ra sự uh, rơi giá rất mạnh vì vậy á, là cũng là một cái vùng kháng cự để anh chị chốt ít nhất là 50% cái lệnh của mình à, để an toàn luôn để an toàn luôn và khu vực tiếp theo là khu vực thanh lý như anh chị thấy được ở trên màn hình là khu vực khoảng 8.15 đó đây là nơi có sự thanh lý sẽ diễn ra rất là nhiều cái lực xấu ở trên đó và cao hơn một tí nữa thì anh chị thấy được là cái cắt trên line này à, Cạch trên line này thì nói chung á, là em thấy được rằng là nếu mà nó quét thanh lý xong ở cái vùng này thì chốt hết đi là vừa chứ không cần phải không cần phải là đặt tp quá xe rồi anh chị à, biết biết đủ là được biết đủ là được anh em trading là như vậy đừng có tham quá tham quá là dễ lúng lắm đó, thì anh chị thấy được là nó cũng giống như cái trường hợp hôm qua em phân tích anh chị là từ qua bán đi lên ha vẫn còn khả năng để tăng trưởng nhưng mà ở khung ngày là cái góc nhìn mà anh chị cần phải lưu ý rằng là nếu mà nó không tạo ra một cái sự tăng bất phá vượt ra khỏi cái cạnh trên line này và vượt ra khỏi cái khu vực tỷ lệ 21 nơi trước đó có một cái lực bán rất là lớn kéo xuống thì chúng ta phải bàn cái trường hợp rằng á là nó phải quay đầu ha, chị ha nó sẽ tạo ra sự suy yếu và quay đầu À, thì thời gian tới chúng ta cũng sẽ canh lại sót ở trên này nếu như chúng ta thấy được những cái sự uh, thanh lý diễn ra những cái sự từ chối mạnh diễn ra volume như thế nào để mà sót cái đồng sinh này uh, đồng linh ngày sau ha à, thì vì uh, là một cái tin tức tốt của bất cứ dự án nào ra nó ít nhất nha anh chị nha là phải chạy được trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần ha. cái giá của nó có thể là dao động từ 3 đến 4 tuần sau đó bắt đầu nó mới nguội anh chị cứ để ý đi cái tin ví dụ như là đồng linh này có cái tin là nó kết hợp rất là nhiều ở cái mạng lưới network khác nhau và khi cái tin tin, tức đó ra là một cái tin tức khá là tốt và nó đẩy cho giá của linh lên và thời điểm khi mà ba tuần vừa qua rồi đúng không ạ anh chị thấy được tin tức ra cũng khá là lâu rồi thì chúng ta cần phải thấy sự điều chỉnh nguội lại nhẹ lại à, điều chỉnh thật là nhẹ lại và À, sau đó thì nó sẽ uh, có những sự tăng tốt hơn ở trong tương lai. thì uh, về cơ bản là như vậy. chúng ta vẫn đang ở trong cái lệnh lưng anh chị ha. và anh chị thấy uh, những cái lệnh mà em cho trong thời gian vừa qua rất là nhiều luôn về ancon mà anh chị thấy tốt thì anh chị vẫn có thể là uh, yêu cầu em có thể phân tích thêm những cái đồng mà anh chị đã quan tâm để mà anh chị có thể theo dõi tiếp. Ha. Đó, thì nói chung là em sẽ phân tích hàng ngày rất là nhiều về cái vấn đề là ancon những cái vị thế ra sao, rồi bitcoin như thế nào cập nhật nói chung là tập cập nhật toàn cái xu hướng của thị trường Để anh chị thấy à, và anh chị thấy được nó vẫn đang tăng này khá là tốt đối với lưng à, thì không biết là anh chị có câu hỏi nào dành cho em hay không ạ à? anh chị có câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi cho em nha nếu mà anh chị chưa có câu hỏi thì em sẽ tiếp tục phân tích thêm một vài đồng nữa để chúng ta có thể là theo dõi ha hãy cập nhật uh, để bây giờ em xem thử rồi cập nhật cái đồng nào mà bữa giờ chúng ta chưa đụng đến LTC đi ha like con đi like con thời điểm hiện tại như thế nào Hình như thời gian trước cũng tăng khá là tốt đấy like con ok vẫn đang chỉnh rồi bức tranh khá là xấu ở đây nha anh chị thì uh, thời gian vừa qua nó cũng đã gọi như là phá được khu vực 0.618 à, thời gian trước đó thì là cũng có một tín hiệu hồ từ đây khá là tích cực lên anh chị nè hồ một cũ lên và bây giờ thì nó nằm dưới khu vực 0.618 92 đô à, và ở khu vực này thì nó cũng là cái điểm cái đỉnh trước đó khu vực kháng cự trước đó mà khi mà nó lũng rồi thì là coi như là mất hỗ trợ rồi anh chị nó mất hỗ trợ rồi bây giờ nó thành kháng cự hết rồi và <laughs> đối với cái đồng này thì như thế nào đối với đồng này nó có khả năng tăng tiếp hay không thì theo em là hơi khó hơi khó nha anh chị nha đồng này thời điểm này hơi khó đó nhìn về cái xu hướng chúng ta hãy xác định về cái đường hỗ trợ và cánh cự theo xu hướng đi Đây. ok tí nữa em sẽ phân tích râu nha để phân tích cái đồng ltc này xong đó thì anh chị thấy được là vẫn là một trong kênh giá giảm và vẫn từ chối ở trên cạnh trên line này từ chối xuống rất là mạnh mẽ anh chị lực bán rất là nhiều thì ở trước đó như là có cái cái tin gì về mining thì mọi người bắt đầu là cứ thấy mining mọi người đánh thì đánh xong một thời gian FOMO xong thì nó điều chỉnh là chuyện bình thường đúng không anh chị thời gian trước là đụng ngày 0.95 0 tám thì em cũng có vẻ để phát, 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 phát thảo ra cho anh chị thấy về một cái cái đà tăng là diễn ra với Litecoin và nó tăng khá là mạnh và bây giờ là trong cái xu hướng điều chỉnh thì ở xu hướng điều chỉnh này. Đây chỉnh lại một tí nữa. Cho nó chuẩn hơn. Ok. Tạm thời như vậy đi. Thì trong xu hướng điều chỉnh này. Hiện tại thì anh chị thấy được là. Uh, volume bán thì kéo dài. Nhưng mà rất là nhỏ. Uh, rất là nhỏ luôn. Và trong thời gian vừa qua. Thì cái lượng mua bắt đầu là. Có dấu hiệu tăng lên một ít. Về volume mua. Ha, có dấu hiệu nho nhỏ thôi. Về volume mua. Và có vẻ như là. Mọi người đang muốn đẩy giá ép giá của Lycon phá lên trên lại khu vực công cộng 68 này nhưng mà em thấy ở đây cái tỷ lệ nó sẽ hơi hơi khó để mà thời gian hiện tại nó phục hồi ngay à, biết rằng là nó đang ở khu vực hỗ trợ tương đối đẹp đó nhưng mà ở khung ngày như thế này anh chị thấy được là cứ lên tới kháng cự thì nó bị bán xuống như thế này thì xem ở 3 ngày nha xem 3 ngày thì nó vẫn Quanh quanh ở đây nó bị tăng nén quá anh chị nén quá nén cái về cái vấn đề nó phát triển cái sự tăng giá ở trong cái thị nhìn qua nó quá mạnh cho nên là nó cần phải điều chỉnh sâu hơn. Và đối với em đối với em mà em nghĩ rằng Litecoin Litecoin chưa chưa tăng được rồi anh chị, nó vẫn sẽ có khả năng là từ chối tiếp ở quanh khu vực này thôi. Và cái vùng mà em nghĩ nó sẽ tới là vẫn sẽ là cái vùng cũ trước đó. Có khả năng nó sẽ lấy thanh lý ở đây. À, ta có thể là check qua ở trên uh, con last một tí là LTC để xem là cái dòng tiền nó như thế nào thì anh chị thấy được rằng thời gian trước đó cái cái điểm này nè wow cái lượng tiền rất lớn ở đây anh chị thấy không ạ à? một cái lượng tiền rất rất lớn ở đây thì nhà cái nó làm cái gì anh chị bây giờ là nó đang rơi xuống để nó giết những cái thằng lon ha à, sót bây giờ đang ăn nè thì nó phải giết lon trước và em nghĩ rằng là nó nên di chuyển xuống lại 80 đô dòng tiền phái sinh bây giờ cũng đang yếu nè, không tăng nổi, à, đi ngang luôn, không tăng nổi luôn anh chị, cho nên là giá nó đâu có tăng được đâu. Và kèm theo đó là chúng ta thấy được là có một cái lượng lớn tiền bơm vào ở trong cái sự tăng trưởng vừa qua ở dưới khu vực này, mà lại là dòng tiền phái sinh nó tăng cũng khá nhiều đó anh chị, từ ở dưới này là khoảng 296 triệu tăng lên một phát là 600 triệu, tức là tăng 300 đâu, tăng 400 triệu gần 300 gần 400 triệu, ha tăng 300 400 triệu đô lệnh lo thì anh chị nghĩ là cái vấn đề nó quyết thanh lý diễn ra hay không em, em nghĩ cái khả năng cao đó có thể em cũng sẽ nói là ở đây thôi và nếu mà chơi cái đồng này thì thời điểm này em thấy được rằng là không nên sót bộ nhá nó chưa rớt ngay đâu bởi vì là nó đang để qua bán và cái tỷ lệ phục hồi nó vẫn sẽ lăn quanh ở đây trước à, nó vẫn sẽ lăn quanh ở khu vực này trước và nếu mà có thêm những cái sự từ chối trong thời gian tới thì chúng ta canh sót sau thời điểm này cũng không nên lo vì đang trong xu hướng giảm thời điểm này cũng không nên sót bởi vì là có dấu hiệu là có thể phục hồi được ở trước đó cũng đã có volume mua đó thì à, cứ bình tĩnh nha anh chị nha nhưng mà cái vấn đề mà nó quay trở lại 80 81 đô này để quét thanh lý khả năng rất là cao bởi vì cái lượng thanh lý đó rất nhiều những cái lệnh lo ha, họ chưa chốt lời ở đây nè đó thì hãy xem thử là thời gian tới khi mà nó về đó thì nó có à, gom thêm một lượng thanh thanh lý mới hay không rồi thì chúng ta sẽ nói đến đồng rose micro USDT đồng này à, em ít khi xem cái chạy của thằng này chúng ta hãy nhìn góc nhìn nó rộng hơn một tỷ từ cũng tháng đi anh chị đợt trước tăng mạnh đúng 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 cái đồng này hồi xưa là trên cái cái trên cũng khá là lớn nó lì nó aerob, lì xì quá trời mà em nhớ là hình như em làm cái gì á mà cũng được hai mấy đồng hay sao á cũng được hai mấy USDT á cũng khá là ngon cái đồng nào thời gian đầu thôi cho nên là Aerobe xong thì nó sẽ sắp mặt <laughs> nó sẽ sắp mặt thì về cung tháng thì cũng xác định về kháng cự cung tháng đi nha và hỗ trợ cung tháng đi đây đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta có một kháng cự ở trên này cung tháng vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ ở đây à, ở đây nè anh chị nè ở đây là nơi hỗ trợ lên nó lực cầu lên cung tháng rất là tốt nè ở đây và thêm một cái hỗ trợ dưới này nữa khá là tốt đó, tại sao chúng ta phải xác định vùng giá thì từ chơi mà không xác định được vùng giá hỗ trợ kháng cực thì khó chơi lắm anh chỉnh lên tí nữa rồi đẹp đó thì anh chị thấy được là từ khu vực này là cái kháng cực mà nó rơi xuống ở khu vực này trước đó là khu vực hồi lên thì ở đây sẽ có một cái lực cầu và ở dưới này cũng là một nơi hồi lên sẽ có một cái lực cầu thì quay về khung tuần vậy là xác định đa khung đã anh chị À, xác định đa khung đã khung tuần ở trên này cao hơn một tí nè anh chị thấy không ạ cũng là nơi sinh ra cái lực bán thì để đây là khung tuần đã khung tuần nha rồi ở dưới dưới này nè cũng là nơi bán ra rất là lớn cái cây tuần đến tuần đắm xuống đó thì về cơ bản là như vậy là đủ rồi thì anh chị có thể là quay lại 4 giờ để xem những cái hành vi giá của nó thì thời gian vừa qua nó có một cái xu hướng tăng lên ở trong ngắn hạn đối với lại Rose thì nó có xu hướng tăng lên và bây giờ nó đang bị phá vỡ xu hướng tức là sẽ là nó đang giảm là nó sẽ tiếp tục giảm và cái từ cái cái khả năng từ chối và giảm tiếp ở đây rất cao anh chị nhìn nhá khu vực này là khu vực uh, hỗ trợ tháng và nó cần phải ít nhất nha là nó cần phải vượt lên rất mạnh ở khu vực này thì mới xác định được là cái xu hướng tiếp tục tăng được còn khi mà nó đã phá vỡ cấu trúc tăng ở trước đó như anh chị thấy được là phá cái trên tăng thì cái xu hướng chúng ta nên ưu tiên ở đây là xu hướng bán à, xu hướng sót xuống nhưng mà thời điểm này thì không nên sót vội nó đang test lại monthly lịch lâu và nó vẫn chưa tới cái ngưỡng để bán xuống à, chưa đến quả mua để bán xuống thì vẫn nên chờ và cái khả năng mà nó quay trở lại nó test lại cái cạnh trên line này là có nha anh chị nhé cái khả năng rất cao đấy là nó quay trở lại cạnh trên line này để nó test đó thời gian vừa qua thì từ cái thời điểm mà nó đẩy xuống đó, thì mọi người có thể thấy rõ là nó chưa có một cái tín hiệu nào quay trở lại để test đó, và em nghĩ rằng là cái cái việc mà nó quay trở lại nó lấy thanh lý nó sẽ diễn ra ở đây lệnh sót rất nhiều ha lệnh sót rất là nhiều ép giá rơi xuống ở volume sót cũng gọi như là tăng lên từ cái thời điểm này bắt đầu tăng lên dừng nè anh chị thấy không ạ volume tăng lên này. đó, vì vậy là ở đây sẽ là cái vùng thanh lý và kỳ vọng là chúng ta sẽ có một sự uh, quay đầu và lấy thanh lý ha chúng ta không nên lo anh chị bởi vì là mình vùng này rất quan trọng rất là khó để mà lon lên nhưng mà anh chị nào lon cũng được tùy thôi tùy mọi người thôi nhưng mà em thấy được không nên lon lắm đợi sót thôi hay hơn à, nếu mà lon thì như thế nào thì cũng có thể là vẽ tương tự như mấy thằng khác xác định hỗ trợ thôi không có gì khó cả à, thì đồng này á yếu tố để lon á không phải là lon ở đây à, mà lon ở trên này nè anh chị nè đó, vì sao thì chúng ta biết được rồi mà chúng ta biết ở đây là khu vực kháng cự tháng mà để mà cái lệnh lo chúng ta chạy thì phải bung qua được khu vực kháng, kháng cự tháng này ở thì cái vì chúng ta cần làm là gì chỉ chờ thôi nó về 0.618.5 này hồi mạnh lên trên nhá hồi mạnh lên trên nha anh chị nhá vượt ra khỏi khu vực mini low ở khu vực là 0.048 thì vào lệnh lo và TP lên trên cao hơn khu vực là khoảng 0.05 cho đến khu vực ở trên cạnh trên line này khoảng 0 5 0 năm ha đó thì đây cái setup cơ bản thì uh, uh, anh anh em có thể là tham khảo ha có thể là tham khảo nó khá là cơ bản thôi là cũng từ cái Fibo này nó đệm lên được nó đóng lên trên nó xác định xu hướng là xu hướng tăng anh chị thấy không ạ khi mà nó tạo ra cái đỉnh sâu kẹo hơn như thế này xu hướng tăng thì vào lệnh thôi nó rất an toàn SL thì uh, muốn không bị quét khó bị quét thì để ở dưới 0.618 này TP lên trên thì nó cũng là cái tỷ lệ khá là tương đối ổn. Nhưng mà em thấy là cũng không muốn không muốn lo cái này lắm, canh để sót thì có hay hơn. ha, à, canh để sót hay hơn. Rồi thì chắc em phân tích thêm một đồng nữa của uh, phân tích con MDT. Ok, em phân tích một đồng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream ha. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi và quan tâm ở trong thời gian vừa qua. Wow, con này cũng được bơm khá là. À con mệt con MTD này thì nói gì nữa bơm căng lắm mỗi lần mà nó bơm thì thôi ai thì về khung tuần thì chúng ta cũng đã có trước đây như em cũng đã phân tích đồng này rồi một thời gian lâu rồi sao ạ chúng ta cũng có là một cái kháng cự ở trên cái khu vực là khoảng 0.11 ha à, 0.11 quanh khu vực này đó là một khu vực kháng cự và chúng ta có một khu vực hỗ trợ ở dưới này đó là quanh khu vực giá là khoảng 0.19 thì hiện tại thì khi mà từ chỗ ở đây rơi xuống thì lại thêm một cái dấu hiệu nữa cái những cái đồng vốn hóa nhỏ mà bơm thổi như thế này á chúng ta chỉ ăn được cái phần thân thôi anh chị hiểu không ạ à? chúng ta không nên không không nên vào cái phần ngọn làm gì đó ví dụ như ở đây thời điểm hiện tại thì khi mà nó tăng lên nó chạm đến cái ngưỡng kháng cự cái bên kháng cự ở trên này nè thì nó từ chối xuống và khi nó cố gắng nó phục hồi lại lại xuất hiện cái râu này tức là sao cái xu hướng nó khó tăng anh chị xu, xu hướng hiện tại của nó bây giờ là rất khó tăng à, rất khó tăng một cái nến tuần như thế này thì anh chị nghĩ là nó tăng được hay không và khi mà nhìn ở khung nhỏ để chơi nó càng nó càng phức tạp hơn nữa anh chị cái đồng này á volume nó rất bé cho nên là anh chị thấy được là những cây nến nó đi di 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 nè như kiến vậy á như những con kiến vậy á rất khó chơi nha anh chị nha cái riêng cái đồng này không nếu mà có future em không biết là có future hay không như là như là không hay sao nếu mà có future cũng đừng đánh em nói thiệt đừng đánh future đánh spot ngon hơn ha anh chị ha anh chị cứ để ý nè cứ mỗi lần mà nó điều chỉnh xong là nó thường nó sẽ có những cái sự bơm ví dụ như là nó điều chỉnh một thời gian rất là dài ha điều chỉnh xuống điều chỉnh xuống như thế này đó và khi mà nó có cái dấu hiệu mà tích lũy anh chị cứ nhìn vào những cái mẫu hình này như thế này nè cái giai đoạn mà nó tăng lên nó tích lũy tích lũy và nó tạo ra những cái đợt bơm rất là mạnh như thế này ha chúng ta chỉ canh để đánh kiểu như là anh chị có khoảng anh chị để dư ra một cái khoản nhỏ nhỏ thôi là khoảng một hai nghìn đô gì đó và anh chị chia ra anh chị đánh những cái con như thế này nó hay À, ở trên kênh anh chị nha Ở kênh youtube để em, em search lại Đợi em một tí Có một cái uh, bí quyết mà em có chia sẻ Như miễn phí ở trên uh, trên kênh luôn á Là để anh chị chơi những cái đồng vốn hóa thấp này Em nhớ không nhầm là vậy Lâu quá rồi Em làm cũng lâu lắm rồi Và vẫn kiếm được tiền nhờ nó anh chị Thấy mới hay Thời gian vừa qua thì em bận quen trẻ Trẻ xem Xem những cái đồng vốn uh, hóa nhỏ này Đợi em tí nha Để em tìm nó cho Phải này không ta như cái này à, em có cho những cặp giao dịch luôn em nhớ là như em có cho những cặp giao dịch luôn phải cái này không ta đây rồi đây rồi đúng rồi đây rồi cái này nha anh chị nhá anh chị tìm trên kênh nha cách kiếm lợi nhuận khủng từ crypto trong Dow chain kể cả Dow chain kể cả up chain thì anh chị thấy được những cái cây mà nó bơm như thế này thì thôi rất là dễ kiếm tiền thông qua những cái cây những cái sự bơm thổi như thế này ha đây những lâu lâu nó có những cái cây bơm như thế này và em cũng có những cái cặp giao dịch ở đây sẵn để anh chị xem luôn ba phẩy bốn ngàn lượt view nè 9 tháng trước đó, áp dụng cái này là sẽ kiếm được tiền nha chị nha anh chị search là Cách kiếm lợi nhuận khủng uh, từ crypto trong đao chi là sẽ ra video đó ha anh chị ha đó, thì thời gian tới chúng ta có thể là xem tiếp thì đối với cái đồng này thì em thấy thật là không nên trade long short đâu canh về những cái vùng giá ví dụ như là khi mà nó về đây nè à, như em MTD ha khi mà nó về đây đi chẳng hạn Đó, và nó có sự hồi lên tích lũy lên giống như này tích lũy lên nè bắt đầu vào gom à, bắt đầu vào gom, tương tự như vậy thôi và nó sẽ có những cái cây phụt lên rất là cao và mỗi cây như vậy thì anh chỉ cứ tính đi bảy mấy, mấy phần trăm à, cứ cứ lên từ 50 đến 60 phần trăm chốt nghĩ chốt nghỉ vậy thôi nói, nói chung là chúng ta canh đúng cái thời điểm chúng ta vào là xong nhưng mà những cái đồng này thì nó bơm à, cũng tùy dứt lắm nha anh chị nha đây này giống như cây này nó bơm 3 giờ sáng và thường những cái 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 cặp giao dịch này thì anh chị chơi hơi hơi muộn một tí để anh chị canh toàn một hai giờ sáng nó nó dở chứng là nó bơm thôi đó thì anh chị hãy xem lại và có thể là áp dụng nó vào cái việc trading của mình trong thời gian tới ha và à, buổi livestream ngày hôm nay thì chắc là sẽ dừng lại tại đây thôi đó. cảm ơn tất cả anh chị em đã bình luận đặt những câu hỏi và cũng như là À, quan sát hết cái buổi livestream này và nếu như mà anh chị thấy những cái nội dung của tụi em á, truyền tải đến chị nó mang những cái giá trị để anh chị tham khảo được giải trí được và an toàn hơn trong chơi đinh anh chị đừng quên là hãy để lại nút like ha đừng đừng quên nha nó miễn phí mà anh chị rồi à, bình luận thêm nè và cũng như là hãy follow team hãy đăng ký theo dõi team ở trong thời gian tới thì em sẽ có rất, rất là nhiều cái buổi live stream cập nhật và cũng như là những cái phương pháp trading dành tới cho anh chị và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết buổi live stream và video này hẹn gặp lại tất cả anh chị ở, ở trong cái nội dung lần sau ha.